Hello mọi người, thì đây sẽ là một cái video clip nó khá là nghiêm túc về cái việc mà giỏi sẽ làm gì khi mà bị người khác nói xấu hoặc là đặt điều bịa chuyện gì đó về về mình đúng không? Ok, thì nếu như mình làm sai bất cứ điều gì đó sẽ có hai dạng người tiếp xúc với mình. Một là họ sẽ toxic mình, họ sẽ đè mình xuống, họ nói mình sai cái đó rồi họ đè mình xuống luôn, họ họ nhấn chìm mình xuống, họ họ hạ bệ mình xuống. Cái đó là người toxic rồi, người không nói. Còn nếu như có những người đó, người ta tốt với mình đó, người ta biết mình sai, người ta nói à giỏi ơi, à giỏi sai cái này nè, giỏi sửa đi, giỏi cố gắng khắc phục để giỏi tốt hơn trong tương lai, thì cái người đó mới đáng trân trọng mọi người, đúng không? Thay vì chúng ta đi quan tâm những cái người mà toxic mình, những cái người đi nói xấu mình, thì tại sao chúng ta không tìm những cái người bạn mà họ nhìn ra cái điểm yếu của mình, cái điểm sai của mình, họ giúp mình thành công hơn, hoàn thiện hơn. Con người mà đúng không, ai mà không sai ha, thánh thần đâu mà không sai đúng không? Nếu mà tôi mà không sai là tôi đắc đạo lâu rồi. Mà có một người nào đó nói xấu mình đó, nếu mà họ nói đúng thì ok, mình xấu thì cái chuyện đó là bình thường rồi. Còn nếu như mà không có thì coi như mình cũng đừng có nghe, tại vì mình không có thì thôi, chứ đâu 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 có nhất thiết phải trả đũa lại đúng không? Trừ khi nó ảnh hưởng đến, nó gọi là liên quan đến pháp luật hay này nọ gì đó thì ok, cái đó là mình phải phải nhúng tay vô rồi. Cái thứ hai nữa là hồi xưa nha, hồi xưa thì mình cũng kiểu là trẻ trâu đúng không, rồi ai nói cái gì mình cũng phải nói lại, ai nói sai về mình, ai nói xấu về mình đó thì mình sẽ ngay lập tức bật lại, nhiều khi là mình dữ, hung dữ lên luôn, rồi nhiều khi đánh nhau nữa. Thì sau cái khoảng thời gian mà mình có đi làm rồi mình chiêm nghiệm được tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, mình cảm thấy là cái việc đó nó vô nghĩa mọi người. Nếu như mà có một người đó nói mình là xấu, là sai, hoặc là mình là bậy bạ một cái gì đó, hoặc là kiểu như đặt điều bịa chuyện gì về mình á, nếu như cái chuyện đó có thì ok, mình nên xem xét bản thân mình lại để mà mình sửa đổi đúng không, để cho mình tốt hơn. Còn nếu như cái chuyện đó mà cái người đó bị đặt á 100% nó không 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 đúng, nó sai, thì ok, mình coi như là không nghe thấy, cũng không quan tâm đến. Tại vì những thứ mà mình quan tâm nhất bây giờ là mỗi ngày ba má của mình ăn cơm có ngon không, họ ngủ có ngon không. Cái thứ mà mình quan tâm là bao nhiêu tiền mình kiếm được để phụng dưỡng cho ba mẹ mỗi ngày, và cái thứ mà mình quan tâm nhất là cuộc sống gia đình của ba của mẹ của mình và trong tương lai, và đó thứ đó là cái thứ mà mình quan tâm nhất. Còn những cái người mà người ta đi cố tình đi bươi móc chuyện xấu của mình hoặc là đặt điều bịa chuyện của mình gì đó thì anyway, họ kiểu như là họ họ rảnh đó mọi người, họ không có công việc, không có công ăn việc làm, hoặc là họ có công ăn việc làm nhưng mà kiểu họ thích kiếm chuyện đúng không, đó là cái tính chất của người ta, thì vợ cũng sẽ không không phản bác lại, không không nhúng tay vào tất cả những chuyện đó. Và cũng có rất nhiều thời điểm giỏi muốn muốn bùng nổ mọi người, muốn 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 kiểu đứng dậy rồi rồi đăng clip hoặc là đăng hình này nọ rồi để minh oan cho mình, hoặc là bất kỳ một cái hành động nào đó, nhưng mà kiểu nó không có đáng mọi người. Người đó không đáng để mình làm chuyện đó đúng không?